Yo, chào mừng các anh em đã quay trở lại, mình là Leo. Cũng giống như là tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với là nhiệm vụ ẩn lạc lối nơi đất khách. Nhiệm vụ này thì thực sự không có gì khó khăn cả, nhưng mà trong nhiệm vụ này nó có hai điều thú vị. Thứ nhất đó chính là chúng ta sẽ được tiết lộ một số thông tin về hội Fatui. Và thứ hai đó chính là đây chính là chuỗi nhiệm vụ. Như vậy là cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ cần phải hoàn thành theo thời gian thực. Các anh em sẽ mất vài ngày để mà hoàn thành nó. Cứ mỗi ngày thì chúng ta sẽ quay trở lại để mà chúng ta tiếp tục tiến trình. Đừng nóng vội nha các anh em. Đầu tiên để mà đến với là nhiệm vụ thì mình có một cái lưu ý. Tại vực đá sâu thì một số nhiệm vụ thế giới với một số nhiệm vụ ẩn chỉ có thể được kích hoạt sau khi mà các anh em hoàn thành cái chuỗi nhiệm vụ chính của vực đá sâu và khám phá hết nó. Một số giải đố bí ẩn thành tựu cũng có liên quan tới chất xúc tác Lưu Minh Thạch. Vì vậy cho nên là trước khi mà khám phá những nhiệm vụ ẩn cũng như là những nhiệm vụ thế giới thì mình đề xuất là các anh em hãy khám phá toàn bộ những cái nhiệm vụ chính của nó. Một lưu ý nhỏ nữa đó chính là khu vực vực đá sâu này nó được chia ra làm hai khu vực. Đó chính là bề mặt và dưới lòng đất. Tổng cộng là chúng ta sẽ có hai bản đồ nha các anh em. Ngày một để mà nhận nhiệm vụ thì các anh em cần phải dịch chuyển tới cái cổng dịch chuyển ngay khe hẹp hình quang. Vừa tới nơi thì nó sẽ có một cái thuật sĩ Sisinlôi lạc lõng, có cái tên là ba dấu hỏi tấn công chúng ta, và việc rõ ràng là chúng ta sẽ huấn luyện cho cái thuật sĩ Sisin đó biết thế nào là sức mạnh. Và sau khi mà hiểu được được cái nên hộ báo trường mẫu giáo trước mặt anh thì thuật sĩ Sisinlôi cũng đã khai tên họ là Katarina. Cô ấy là thành viên của hội Fatui bị mắc kẹt ở trong cái khu vực vực đá sâu này. Đang khai thác thông tin giữa chừng thì một đàn nấm quỷ xuất hiện, và việc của chúng ta đó chính là chúng ta sẽ lùa đàn nấm quỷ này và cũng nhận được cái nhiệm vụ lạc lối nơi đất khách. Và sau khi mà hạ xong bầy nấm quỷ thì Katharina nói rằng nói chuyện ở đây này không lãng mạn chút nào, có muốn nói gì thì hãy đến nơi tôi trú ẩn rồi nói đi. Sau đó thì cô ta yêu cầu chúng ta tới cái vị trí cô ta trú ẩn có đánh dấu trên bản đồ. Sau khi mà tới thì cô ấy là một cô gái rất là lãng mạn, và kể cả là đang gặp khó khăn ở trong cái tình trạng bị lạc lối nơi đây thì vẫn mời chúng ta sử dụng tiệc trà. Cô ta tiết lộ cho chúng ta biết hai nội dung về hội Fatui. Đầu tiên đó chính là những cái thành viên của hội Fatui khi mà được huấn luyện sẽ được đưa một cái sổ tay huấn luyện bí mật. Trong sổ tay này có hướng dẫn chúng ta những cái sinh tồn, và một trong những cái điều sinh tồn đó chính là chia sẻ tình báo và thức ăn một cách hợp lý, có thể chặn họng người hỏi. Và nội dung thứ hai đó chính là mục đích của hội Fatui là tất cả đều chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng mà thôi. Trận quyết chiến cuối cùng có phải là trận quyết chiến cùng với lại thiên lý hay không? Toàn bộ quốc dân của Sinetna đều nhận được một cái lời thông báo như thế này. Cuối cùng rồi chúng ta cũng phải đối mặt với là kẻ thù chung và không thể nào trốn thoát được đêm dài. Nghe giống như là cái câu khẩu hiệu Winter is coming ở trong trò chơi Vương quyền vậy. Thật sự nghe rất là hồi hộp, gây cấn đúng không nào các anh em? Và như vậy là kết thúc nhiệm vụ lạc lối nơi đất khách ngày 1 rồi. Katarina hẹn chúng ta vào ngày 2, thời gian thực nha các anh em. Và mình sẽ nhanh chóng quay trở lại đây vào ngày 2 để mà xem coi có gì hấp dẫn gửi tới các anh em. Còn bây giờ thì các anh em nhận tạm 30 nguyên thạch nha. Một nhiệm vụ thú vị rất là đáng chờ mong. Đúng không nào các anh em? Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những cái nhiệm vụ ẩn sau.